1 2 3 Hello. Tự chỉ mình luôn. Tuyển thủ nào lười nhất? Trời. 3 2 1 chỉ. Đây. Đây. Đây dễ quá. Đây dễ quá. Tuyển thủ nào là người bình tĩnh, điềm tĩnh nhất ở trong đội? Điềm tĩnh. Không, nhưng mà từ bữa giờ nó chắc là có Gano thôi. Dạ hơi chậm. Thằng này không, mày ngu lắm. Hai Gano mà thầy kêu bình tĩnh. Bây giờ bắt đầu có một sự phân hóa là Nghi. Không còn một sự đồng đồng ở đây nữa. Không, ai nó chửi anh. Chỉ tay coi anh Gano. Bàn này đi. Em chửi anh Gano mà. Ừ. Thôi em bầu lớp trưởng. Em bầu lớp trưởng. July. Bầu lớp trưởng không? July. Hai huấn luyện viên ngồi Gano đúng không? Đúng, ngồi Gano đúng không? Hai Gano đi. Sao chị nữa? Khi rồi chị mới nói. Em không có đi lên cái này. Quá lên đó. Anh không tin sự lựa chọn lắm. Rồi, Akeno của mày gì? Hồi xưa lúc mà mới vô team ấy, em nói thiệt luôn là team không đứa nào không tính bằng em cả. Và hầu như là không đứa nào ở đây mà em chưa từng chửi nhau nó cả. Chỉ là trong khoảng thời gian đó thì cũng nhờ team em là có một chị là huấn luyện viên tâm lý. Chị tên là Jenny và chị đã không có thằng cãi vã nóng gì ấy. Thì chị luôn ra chị tìm cách giải quyết và chị luôn cho em mọi hướng để có thể bắt đầu lại khi mà bình tĩnh lại để sau đó mình có thể từ thì em nghĩ nếu mà hai anh huấn luyện viên chọn em thì chắc tại vì cái giải thi vừa rồi thì em đã cố gắng kiểu bình tĩnh ấy để không có chuyện thua hay gì đó là em luôn kiểu động viên mà này nọ giúp mọi người bình tĩnh lại, em nghĩ như vậy. Tuyển thủ nào là người nghịch ngợm nhất trong đội? Nó cứ đi ngược lại định luật. Trong này mình tự nhiên thôi, kiểu như trong cái không khí mình cảm thấy nó không có chuyện gì để làm thì làm cái đó, mình tạo không khí cho nó vui thôi, cho nó vui tươi thôi. Chứ thật sự mình cũng bình tĩnh lắm, mình lớn rồi thì đó. Trong cái phòng mà nó che này tập luyện cũng mệt mỏi thì mình cần bầu không khí nó vui tươi xíu để có một cái tâm trạng tốt ngồi chơi game. Mình tự tạo tâm trạng đó luôn mà. Đó là cái hay của mình. Ảo đấy. Thiệt ảo thiệt đấy, ảo thiệt đấy. Mọi người chọn ra năm đối thủ mọi người cảm giác là khó nhằn nhất ở trong Horizon Cup năm nay. Ba đội mà nó nghĩ rằng nó sẽ nghe ngại trước những đội tuyển đó. Thì đầu tiên là TT Full The Top của Trung Quốc. Thứ hai là DKG. Đa Quân Gaming. Đúng rồi. Đội thứ ba là RI. Đội đó đội KT á, KT đội đổi thành RI rồi. Lúc trên với team bạn thì em thấy kỹ năng cá nhân của team bạn thì rất là đồng đều. Với lại chiến thuật cũng khá là bài bản. Cho nên em rất là đánh giá cao ba cái đội cũng như Minas.